xịt khuẩn tay, soi họng và kiểm tra thân nhiệt ngay từ cửa lớp. Tăng cường vệ sinh lớp học, lau chùi đồ chơi, đồ dùng của trẻ bằng dung dịch sát khuẩn. Đây chỉ là một số ít trong số những biện pháp mà cơ sở giáo dục mầm non này áp dụng khi dịch bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng tại Hà Nội. Ngoài những cái biện pháp vẫn thực hiện hàng ngày thì chúng tôi tăng cường thêm như là hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe trẻ tại nhà. Hai nữa là chỉ đạo giáo viên và nhân viên với bát sạch, ăn sạch, bàn tay sạch và ở sạch, lau sàn, lau đồ chơi và vật dụng của lớp học bằng chloramin B. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, hiện thủ đô đã ghi nhận các ổ dịch tay chân miệng tại trường mầm non. Số ca mắc trong tuần đầu tiên của tháng 10 tăng gần gấp đôi so với cuối tháng 9 và tăng hơn 3,5 lần so với cuối tháng 8, đưa tổng số ca tay chân miệng từ đầu năm 2023 cho đến nay là 2.063 ca, tăng gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, số ca tay chân miệng đến thăm khám và điều trị tăng cao hơn hẳn so với trước và đã ghi nhận những trường hợp biến chứng do tay chân miệng. Những cái biến chứng nguy hiểm nổi trội là biến chứng thần kinh. Biến chứng thần kinh thì bao gồm có vẻ viêm não, viêm màng não. Viêm não trong tay chân miệng thì có đặc thù là rất là hay viêm thân não. Và cái biến chứng khác là như cái viêm cơ tim, phù phổi cấp. Bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái sốc dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng một cách rất là nhanh chóng. Để phòng bệnh tay chân miệng tiếp tục lan nhanh, ngành y tế khuyến cáo các trường học, nhất là các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ để sớm phát hiện tay chân miệng. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh. Nhà trường thường xuyên là tổ chức cho các con cách rửa tay vệ sinh trước khi ăn cũng như là sau khi đi vệ sinh, rửa tay mọi lúc mọi nơi trong các hoạt động học. Chúng ta phải cần lưu ý những cái triệu chứng sớm hơn. Những cái tổn thương não ở trong tay chân miệng ấy thì những cái tổn thương nó rất là kín đáo. Đôi khi em bé vẫn còn rất là tỉnh. Nhưng em bé đã có những triệu chứng giật mình và giật mình vô cớ. Những cái thay đổi tính tình một chút, những cái quấy khóc mà bạn không thể dỗ được những cái trường hợp thông thường, những cái trường hợp khó ngủ bất giấc thì mình cũng đã phải lưu ý đến rồi. Theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, quan trọng nhất là phải phát hiện sớm các biến chứng, thường hay xảy ra vào ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 kể từ khi khởi bệnh. Tuy nhiên, biến chứng cũng có thể xảy ra ngoài khoảng thời gian này. Yêu cầu cha mẹ và người thân của trẻ phải theo dõi thường xuyên, sát sao khi trẻ mắc tay chân miệng.